Thưa quý vị và các bạn, Thanh Long Vlog xin bắt đầu tập 1 Tận Thế và Hội Long Hoa. Xin các bạn cùng quý vị đăng ký rung chuông để xem nhiều tập tiếp theo. Tập thứ nhất, Tận Thế và Hội Long Hoa, cuộc tổng hợp tư tưởng các đạo giáo, Cơ Đốc giáo, Cao Đài giáo, Phật giáo, Phật Thầy Tây An, Phật giáo hòa hảo, các bậc dị nhân và các nhà bác học. Chương thứ nhất, Cơ Đốc giáo. Ngày tận thế chắc chắn sẽ đến. Vấn đề tận thế kể ra chưa hẳn là một đầu đề mới lạ, vì từ lâu ở trong sấm kinh của nhiều tôn giáo đã từng nói đến, nhưng ít ai để ý hoặc giả có quan tâm chăng cũng là người ở trong tôn giáo. Vừa rồi ông David Martin, một ông nghề mà cũng là tín đồ của Cơ Đốc Phục Lâm, đưa đầu đề ấy làm một cuộc diễn giảng. Tưởng cũng nên biết qua những lý lẽ ông trình bày, và nhân dịp này đem đối chiếu với bao lời tiên tri trong các sấm kinh mà từ lâu ít ai nói đến. Nhưng nên hiểu thế nào là tận thế, ông Martin không đồng ý với các nhà bác học kia hiểu nghĩa tận thế là một cuộc chấm dứt vũ trụ hay địa cầu. Theo ông, khi nói đến tận thế có nghĩa là chấm dứt một thế hệ do con người cai quản để mở ra một thế hệ minh triết dưới sự chưởng quản của Chúa. Vào thời của Chúa, một hôm tín đồ hỏi Chúa rằng thế nào là điềm Ngài giáng lâm và tận thế. Chúa cho biết sẽ có những điềm trên trời, trên mặt trăng và các vì sao. Trên quả địa cầu thì nhiều nơi có bệnh dịch và nạn đói. Sự đau thương của các nước không biết làm gì. Con người thì tinh thần khủng hoảng trong sự mong chờ những điều xảy ra trên trái đất. Về những thời hiện ấy, ông Martin dẫn chứng bao nhiêu rằng đã xảy ra. Nào là nạn đói kém đã đe dọa hoàn cầu, Hy Lạp, Nhật Bản, Trung Hoa, Ấn Độ, Nga. Nào là những trận động đất một ngày một lan rộng, phá hủy bao nhiêu công trình kiến trúc, giết hại biết bao nhiêu sinh linh. Vào tận thế kỷ thứ 18, người ta phải hốt hoảng tự hỏi tại đâu có một sự sát hại ấy, và sát hại để làm gì. Nào là những điềm trời xảy ra ứng với lời tiên tri của Chúa, như cuộc thiên ám địa hôn ở Thái Libonê năm 1755. Những vì sao băng mà ông Josephine đã tường thuật. Nhưng càng thảm khốc và khủng khiếp hơn nữa là những cuộc chiến tranh, những thảm họa xảy ra ở các nước. Trong thế hệ gần đây, loài người đã bước vào một thời kỳ chiến tranh tàn sát ghê gớm. Liên tiếp, không có lúc nào loài người không có giết nhau. Nào là những trận giặc tôn giáo, trận giặc năm 100 năm, những cuộc cách mạng giết hại nhân loại không biết cơ man nào mà kể. Khi phát minh thuốc súng và sử dụng đại bác trong chiến tranh, người ở thời kỳ ấy phải kinh khủng mà thấy cuộc tàn sát đã đạt đến phạm quy quá rộng. Nhưng đem so sánh với các cuộc phát minh cận đại, người ta mới hoảng hốt với sức tàn phá sát hại của bom nguyên tử, khinh khí là bậc nào. Gần đây, Tổng thống Mỹ Quốc đã tuyên bố sẽ dùng một thứ bom có thể giết hại 150.000 sinh mạng dễ như chơi. Sức tàn phá của nó bằng 20.000 tấn chất nổ, mà ông Martin còn dẫn lời tiên tri của nhà bác học Putren viết từ năm 1869 cho biết rằng trong vòng 100 năm, khi mà người ta phát minh được nguyên tử lực thì chính nó là thời kỳ tiêu diệt. Một điều thảm khốc cho nhân loại nữa là nạn đói hoành hành trên thế giới. Một con số không ai ngờ được, đã là có 7 triệu người chết vì nạn đói. Trong lúc ấy, trái đất dân số tăng gia quá sức tưởng tượng, cho đến nguồn tài nguyên không đủ cung cấp. Mặc dầu đã bị giết hại và chết chiến tranh vì bệnh dịch, tình thế trên xã hội đã vô cùng khốc liệt. Người ta nhận thấy càng ngày càng tiến đến chỗ suy sụp, và tinh thần con người càng ngày hư hỏng và suy đồi. Nhưng ông Martin không lấy đó làm bi quan, vì con người vẫn chưa đến tuyệt vọng. Ông cho biết hiệu lực vô biên của một người hy vọng, có nhận thấy sự an vui trong lòng và một nguồn hy vọng không lay chuyển chăng, là những ai đã đặt đức tin của mình vào những giá trị tinh thần và vào sự giáng lâm của Đấng Cứu Thế, là con đường duy nhất, là chân lý và sự sống. Nhưng ngày nào Đấng Cứu Thế ra đời, ngày nào mới tận thế, không ai có thể biết được ngày giờ, chỉ trừ ra Chúa. Ngày tận thế chắc chắn sẽ đến. Những điều xảy ra trên trời, trên quả địa cầu, trên xã hội loài người, nhất là những tai họa đau khổ dập dồn đưa đến cho nhân loại, và những báo hiệu cho thời giờ đã cận rồi. Hãy nhìn trên trời để theo dõi những biến động của vũ trụ. Hãy nhìn thời triệu thì hẳn thấy ngày tận thế đã lắm gần rồi. Hiện trạng này không thể kéo dài hơn nữa. Tận thế đã đến chưa? Đó là một quyển sách của ông Josephine Morien viết, do Hội Cơ Đốc Phụ Lâm cho phát hành, mà chúng tôi xin lược thuật dưới đây. Kính Chúa, xin Ngài cho chúng tôi biết chừng nào sẽ đến, và thế nào là điều Ngài giáng lâm và Ngày tận thế. Đó là câu hỏi quan trọng mà các tín đồ một hôm ngồi trên núi Olivet hỏi Chúa. Ngài bèn giảng và cho nghe về sự không bền bỉ của mọi vật ở dưới cõi đời này, và cho biết trước cuộc tàn phá của thành Giêsu Salem và giáo hội của nó. Nhưng ngày nào Chúa trở lại, đó là điều không khoảng nào trong Kinh Thánh cho biết trước. Nếu nói rằng người ta không thể biết gì hết và không có điểm nào báo trước ngày giáng lâm cấp bách của Chúa Cứu Thế, tức là không hiểu khi Chúa phán các ngươi hãy hiểu bằng sự tỷ dụ và cây vải. Khi mà cành nó trở nên xanh non và lá mọc ra, các ngươi biết đó là mùa hạ đã gần. Cũng như khi các người thấy mọi điều ấy thì nên hiểu rằng Chúa và các loài người đã đến bên cửa. Nhưng có một điểm nào báo rằng Chúa đã đến gần bên cửa? Mừng điềm dưới đất. Hãy nhìn trở ngược lại, chúng ta nhận rõ nguyên do và ý nghĩa của cuộc chiến loạn trong trật tự thiên nhiên. Nổi loạn chống lại Chúa là luật của Ngài. Con người cũng như trái đất đã trở thành một đối tượng của sự bất hạnh rồi. Cho nên ngay từ đó trái đất sẽ sản xuất những lâu sậy gai góc, và con người phải làm hết sức mình để kiếm được miếng ăn. Mỗi bước vượt qua luật tinh thần và tự nhiên đã dìm nhân loại vào một tình huống thấp hèn, yếu đuối về tinh thần và vật chất. Con người từ đó trở đi không còn chết thảm thỏa thích như ông bà ta, tổ tiên ta nữa, mà bị xâm chiếm, cuốn lôi đi bởi bệnh tật, và nhân loại sẽ tàn tạ những bệnh dịch một ngày một nhiều và ghê gớm. Tuổi thọ sẽ xuống dốc và sự sinh sản thì đầu hàng trước những tấn phát triển lo ngại của nạn rượu, bệnh phong tình, ho lao, ung thư. Người ta tiến gần đến thời kỳ mà Thánh Kinh gọi là thời kỳ cuối cùng hay ngày cuối cùng, thì những lần ấy càng trở đi nên thống khổ. Quả đất chúng ta hòa hợp với sự hỗn độn ấy, không còn mùa tiết nữa, trận địa chấn càng ngày càng nhiều, gieo sự hỗn loạn chết chóc. Người ta kể không dứt 14 triệu sinh linh đã chết trong những trận chiến. Từ ngày Chúa cho đến nay, một lần nữa lời của Chúa được xác nhận trong câu tiên tri: ai có những cuộc địa chấn ở mọi nơi. Những biến cố này là triệu chứng của sự suy yếu. Nó dạy ta rằng trái đất đã già cỗi, cũng như một chiếc áo, hay lão đảo như một cái chòi, vì tội của nó đã đè nặng lên. Một điều nữa là tiền bạc đã mất giá trị, và những kẻ tôn thờ nó sẽ là lâm vào khủng hoảng. Nhân loại sẽ lâm vào tình trạng hỗn độn, dầu xây qua bên nào người ta cũng gặp tiếng uất hận, thở than, thôi thóp của một thế giới sắp tàn nhưng không muốn chết. Những điều trên trời Chúa đã cho biết, các ngươi sẽ thấy những điều trên mặt trời, trên mặt trăng và trên vì sao. Và Chúa thêm rằng liền sau những ngày nguy cấp ấy, mặt trời sẽ tối đi, mặt trăng sẽ không còn phát sáng, các vì sao sẽ rơi rụng, và quyền lực của các cõi trời sẽ lung lay. Và một điểm lạ lùng là cuối thế kỷ 18 đã xảy ra điểm thứ nhất mà Chúa đã báo trước, đó là cuộc thiên ám địa hôn. Ông Herodot, nhà thiên văn học, đã nhận thấy điểm ấy, có nói ngày thiên ám địa hôn ở Bắc Mỹ là một hiện tượng kỳ dị của tạo hóa, không một nhà triết học nào có thể cắt nghĩa được. Về vấn đề ông Novak Putren, tấn sĩ luật nước Anh, cho biết ngày thiên ám địa hôn ngày 19 năm 1780 bao trùm cả nước Anh. Trong ngày ấy, ở nhiều nơi ngay ở ngoài trời cũng không đọc được một chữ thường. Điều đó xảy ra trong nhiều giờ liên tiếp, chim chóc hót những giọng về chiều, ẩn nấp trốn về tổ, gà vịt thì kéo nhau lên gác, thú vật thì kéo vào chuồng, còn trong nhà phải thắp đèn. Cuộc thiên ám địa hôn này bắt đầu từ 10 giờ mai cho đến nửa đêm sau. Điều thứ hai là Chúa báo trước là mặt trăng mất ánh sáng, báo Index Beren ở Boston ngày 8 năm 1780 có kể trong thời gian ấy một màu đen bao phủ vạn vật. Sự hôn ám của đêm này không phải là chẳng thường thấy mà khủng khiếp như điều xảy ra ban ngày. Trăng ti tròn hay hơi tròn mà người ta chẳng thấy vật nếu không có ánh đèn. Điều thứ hai là nhiều vì sao rơi rụng. Hiện tượng này xảy ra ngày 13 năm 1833. Bác sĩ Seno đã tường thuật những người được diễm phúc trong ngắm các vì sao rơi rụng đêm ngày 13 năm 1833 có thể nói đã dự một cuộc đốt pháo bông vô cùng uy nghiêm và tự tạo thiên lập địa đến giờ chưa từng có, hay ít nhất từ thời cổ sử. Về mặt lan rộng, hiện tượng đã bao trùm một phần lớn mặt địa cầu từ phía Đại Tây Dương phía đông cho đến Thái Bình Dương phía Tây, từ Mễ Tây Cơ phía nam cho đến vùng vô định của Gia Nã Đại. Cảnh tượng rất rõ ràng và nơi nào cũng thấy rõ như thế. Trong 3 giờ xảy ra, hàng trăm hàng ngàn nghìn vạn người thấy trong hiện tượng ấy sự hoàn thành lời tiên tri của Chúa. Họ đều hốt hoảng chừng nào như các vì sao ấy thình lình thay hướng để rơi xuống trái đất. Những người mục kích của cảnh tượng này đều mô tả như một sự uy nghiêm ghê gớm. Đó là điềm tiên tri của Chúa đã hoàn thành, bây giờ đủ chờ ngày giáng lâm của Chúa. Nhân loại có biết và có hiểu rằng Chúa không chậm trễ trong sự hoàn thành lời hứa, cũng như nhiều người tin rằng Ngài kiên nhẫn đối với chúng ta, không muốn một ai phải chết mà muốn cho mọi người tiến đến sự hối cải. Chúa còn dặn những ai trong chừng những việc ấy khỏi sự đưa đến, các ngươi hãy trỗi dậy mà người đầu nói lên và ngẩng đầu nói lên, vì sự giải thoát của các ngươi đã đến. Những điều tiên tri này có giống như các tôn giáo chăng, và ngày tận thế gần chưa? Vâng, thưa các bạn, cùng các khán giả Thanh Long Vlog xin hết tập 1 tiếp chương 2 vào lúc 4 giờ thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Xin các bạn đăng ký rung chuông để sẽ chờ xem những tập tiếp theo của Tận Thế và Hội Long Hoa, cuộc đắp tổng hợp tư tưởng các Cơ Đốc giáo, Cao Đài giáo, Phật Thầy Tây An, Phật giáo hòa hảo, các bậc dị nhân và các nhà bác học. Thanh Long Vlog xin chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Thanh Long Vlog xin thân chào và xin cảm ơn các bạn.